Hi, xin chào cả nhà, mình là Ngọc Tân. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà chủ đề về mua hoa chơi Tết. Và nếu các bạn xem hết video này của mình, các bạn sẽ được mình chia sẻ thông tin về loại hoa mà vừa đẹp, vừa độc, vừa lạ, vừa dễ chăm và lại vừa rất kinh tế. Ở Việt Nam mình thì 3 ngày Tết là dịp mà mọi gia đình đều trang hoàng nhà cửa và một cái khoản chi không nhỏ đó là mua hoa chơi Tết. Mọi người thường mua mai, đào, quất hoặc cúc hoặc là hoa ly hoặc là những các loại hoa khác để trưng Tết. Sau 3 ngày Tết thì nếu như mai, đào, quất sẽ được mình giữ lại, mình chăm sóc. Nhưng mà nếu như không đúng kỹ thuật á, thì sẽ không có hoa hoặc là có quả đúng cái dịp Tết như mình mong muốn. Còn cúc thì sẽ bị bỏ đi một cách rất lãng phí. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái loại hoa mà rất phù hợp. Nó có 5 ưu điểm mà mình không thể bỏ qua được. Ưu điểm thứ nhất là nếu như bạn muốn chơi hoa Tết xong, sau đó bạn chăm sóc rồi bạn tự mình ép hoa để có hoa chơi đúng vào cái dịp Tết một cách cực kỳ đơn giản, dễ dàng. Cái cách làm nó chỉ là nhổ lên, cắt lá, cắt rễ rồi để nơi râm mát mà thôi. Cái thứ hai đó là nếu như bạn muốn một loại hoa vừa đẹp, vừa cực kỳ dễ chăm và bạn vứt nơi nào nó cũng có thể sống khỏe, sống tốt ra hoa cho bạn. Nhà bạn có thể là không có chỗ trồng, nhà bạn có thể là sân gạch, sân bê tông hoặc là sân thượng hoặc là tầng áp mái hay là nắng gắt hướng tây, không có loại cây nào sống nổi thì đây là một cái lựa chọn tuyệt vời. Ưu điểm thứ ba đó là nếu như bạn không có thời gian chăm cây, bạn hay đi công tác xa hay bạn hay quên thì loại hoa này lại chính là một cái lựa chọn tuyệt vời. Và chỉ cần bạn tưới nước 2 lần trong một tuần thì cây này nó vẫn sống tốt và cuối năm ra hoa cho bạn. Ưu điểm thứ tư đó chính là nếu như bạn muốn đầu tư một cái khoản tiền và hàng năm cái khoản đầu tư đó nó sinh lợi cho bạn, dân số của loại cây đó nó tăng gấp 2, gấp 3 lần và sau từ 2 đến 3 năm bạn sẽ có những cái chậu hoa rất là to, rất là đẹp, thì đây chính là cái sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Chỉ cần với cái mức tiền trung bình là 2 triệu đồng cho một cây mai hoặc là cây đào thì bạn có thể mua được 10 mặt hoa khác nhau tuyệt đẹp và kể có cả cái chậu để bạn bỏ vào bạn trưng trong 3 ngày Tết, sau đó là trồng luôn. Với loại hoa này, nếu bạn muốn, nếu bạn thích thú, bạn có thể lai tạo ra những cái loại hoa mới, những cái mặt hoa mới đẹp tương đương với bố mẹ của chúng hoặc có thể còn đẹp hơn nữa. Và không chỉ có thế, cái loại hoa này không chỉ là chỉ để trưng trong 3 ngày Tết mà sau 3 ngày Tết thì từ 1 đến 2 tháng sau cây hoa sẽ ra hoa thêm một lần nữa. Và nếu như bạn chăm tốt, đó là đủ nước, đủ phân, đủ ánh sáng thì 4 đến 6 tháng sau cây có thể ra hoa thêm một lần nữa. Và như vậy là mình chơi hoa cả năm phải không ạ? Và đến bây giờ thì mình xin bật mí với cả nhà cái tên của loại hoa này, đó là hoa lan huệ ạ. Và ở Việt Nam thì cái tên gọi thông dụng của nó là loa kèn hoặc là tứ diện lan. Hình ảnh của cái loại hoa này thì các bạn đang được xem trong video của mình đó ạ. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video này của mình. Và nếu thấy thông tin mà mình chia sẻ thú vị, có ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.